Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi đang đi ngắm một số cái mô hình không gian nhà vườn, vườn cây, ao cá, nhà sàn. Đấy, thì hôm nay là ghé thăm cái mô hình này. Cái này của gia đình cá nhân thôi. Mình chưa gặp chủ nhà đâu, nhưng mà nhờ người quen đưa đi vào thăm ở đây. Tí nữa mới vào gặp chủ nhà sau. Thế thì bây giờ mình đang quay cái không gian rất là lý tưởng ở dưới thung lũng này. Xung quanh là núi, đồi và cái không gian ở đây là có rất là nhiều ao đẹp. Thế thì mình sẽ review cho mọi người cùng xem nhé. Còn phía ngoài đây này, đây là lòng hồ Vinh Quang của bản Vinh Quang, xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thì cái ao như này thì rất là nhiều cá to, rất là thuận tiện trong cái việc làm nhà vườn ở đây. Không gian lý tưởng. Đây là ao thả cá, đồng thời là cái chỗ nước thoát, nước thải ra. Thì người dân người ta cũng tận dụng để chạy máy nước thủy điện luôn này mọi người. Rồi cái tua bin chạy máy phát điện nhé mọi người nhé. Đây là theo như người quen của tôi kể là họ lấy luôn cả cái dòng nước suối đấy, nước đang chảy rất là mạnh, đưa thẳng vào ao luôn, đưa vào hệ thống ao này luôn, rất tuyệt vời luôn. Đấy nhá, người ta cùng lên trên nhà gặp chủ nhà xem thế nào, ngắm cảnh luôn. Cá này, cá toàn cá dốc, cá chấm to này. Đàn này đàn cá chấm, mấy con ngoài kia là cá dốc đấy. Cá dốc nếu mà như ở Cẩm Thủy gọi là cá thần đấy. Đây là cái đường cho xe ô tô vào. Lúc nãy thấy xe của bác ấy đi chở chuối về cho cá. Bác chủ nhà đấy, bác đang ra đây thì cho cá ăn. Để chắc là để anh em đang ra xem cá ở cái ao phía ngoài, với ao phía đây này. Đấy còn mấy cái ao nữa. Ngoài kia còn 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 ao ngoài đó. Và trong này 1 ao là 5 ao. Để tí đếm tiếp nha mọi người nhé. Rất là tuyệt vời luôn. Ở đây là có, ngoài kia cũng có cái lều làm cột bê tông. Đây cũng có 4 lều, có 2 cái lều. Ở đây là có các cái cây xoài, cây ổi. Trên kia là các cái cây chuối mới trồng. Đây, cây khế. Đây là cây sung. Cây sung này tạo bóng mát ở bờ ao. Đây mình sẽ đi vào cái sàn này nhé. Ở đây cá đang lên theo dòng nước rất là đẹp này.
Nãy nhìn từ xa thì thấy, nhưng bây giờ tôi lại gần, cá nó lại bơi đi mất rồi. Đây, hệ thống nước vào nước ra của ao đây là tận dụng làm máy thủy điện nhỏ luôn. Và hầu hết các cái chỗ chảy thoát nước ra vào của ao như này là đều được ngăn lại thành các cái hệ thống ao hết nha mọi người nha. Cũng lại đếm là được 5 rồi, 6, 7 này, 8 này. Đây là mới đếm cái số mà nhìn thấy ở đây là 8 ao nhé mọi người. Đây mọi người xem, ở đây có con cá chép vàng và một loạt cá dốc to đấy đấy. Thì tôi lấy thử bắp ngô đây xem, không biết là nó vãi xuống nó có ăn không, cứ vãi thử nhỉ. Đây, mọi người xem toàn cá dốc to thôi, không biết là quay lên hình ảnh có thấy rõ không, nhưng mà quan sát của tôi ngoài đây nhiều cá dốc to lắm. Đấy, ui, nó đến ăn luôn rồi. Ở dưới gầm sàn đây này. Còn cá dốc to. Cá dốc này ở Cẩm Thủy, Thanh Hóa gọi là cá thần. Nhưng mà ở Quan Hóa chúng tôi thì gọi là cá dốc. Còn ở miền núi phía Bắc thì tôi thấy họ gọi là, nghe họ gọi là cá bỗng. Đó thì mới quan sát như này thôi mà thấy hệ thống ao như này rất là tuyệt vời. Họ tận dụng cái dòng suối nhỏ ở đây là họ sử dụng hết nguồn nước luôn. Đây, nước ra nước vào thường xuyên và liên tục. Với lượng nước lớn như này thì ao hệ thống này rất là sạch sẽ, cá sẽ lớn rất là nhanh, cá sẽ sạch. Ở đây toàn con tầm 6-7 cân trở lên. Có mấy con cá chép vàng là hơi bé hơn tí thôi. Đấy. Đây là cái sàn nhà này để mọi người giao lưu ẩm thực đấy. Tôi ra đây xem cá còn ngoi lên không. Ao này rất là sâu này. Tôi ném hạt ngô xuống. Đấy, cá bơi dưới u nhiều lắm. Theo mắt thường quan sát thì thấy nhiều lắm, nhưng mà không biết camera quay mọi người có thấy được hết không. Cái này nếu mà dùng thức ăn chăn nuôi ném thì nó sẽ nổi, thì cá sẽ đớp, nhìn sẽ đẹp hơn nhé. Ta lại tiếp tục đi tham quan không gian hệ thống ao đẹp ở đây. À, đây lại là hệ thống này lại là ao nuôi cá bé hơn. Họ cũng phân loại ra. Ao này cũng nhiều cá chấm. Mấy con cá chép vàng.
Người ta lên kia nhá. Hệ thống nước này rất tuyệt vời luôn. Nãy đếm đến đây là được 8 rồi này. Ao trên kia được 9, được khoảng tầm 10 ao mọi người nhá. Không gian đáng sống chưa? Ô, toàn cá to thôi. Tuyệt vời luôn mọi người. Đây là cây sung. Bám vào cây sung có cái cây đa nữa mọi người. Ở đây là các cái dây rừng nó bám vào. Hệ thống nước vào ao tuyệt vời luôn. Toàn cá to. Nhìn đã đời thật. Còn kìa to thế. Đấy, quậy. Tôi ném cái mấy hạt ngô xuống nó giật mình nó quậy, nhìn đã thật. Khám phá không gian đáng sống ở vùng cao. Đây có các quả sung chín trên này này. Nó mà rụng xuống thì cá đớp luôn. Đây là hệ thống nước ra. Chuối cho cá ăn. Đây rất là nhiều đường nước của bà con lấy nước về sinh hoạt đây. Họ sẽ kéo đầu dây nước lên trên kia để lấy nguồn nước sạch về sử dụng nước sinh hoạt về các bản. Còn người dân ở đây họ cũng may mắn được sở hữu cái khu đất này nên là họ làm cái hệ thống ao rất là lý tưởng. Đây là hệ thống ao này là có theo tôi đếm là được 10 ao. Ao nào cũng nhiều cá to, đẹp. Xung quanh đây là rừng núi, đồi. Mọi người có thể nghe thấy tiếng ve kêu tự nhiên đấy. Hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2022. Bắt đầu sắp chuyển qua mùa hè. Cho nên là tiếng ve đã kêu râm ran. Trên đây không phải là một ao này nữa mà là thành thêm ao này nữa, là tổng cả là thành 11 ao nhé mọi người. Chỗ nào cũng thấy có cá, chỗ nào cũng thấy nước chảy thoải mái luôn. Đây cái ao nào cũng sâu, chỉ tiếc là chưa gặp được chủ nhà để hỏi mấy câu để tìm hiểu về cái thông tin của hệ thống ao này. Quá trà. Đây này thì cũng tuyệt vời luôn. Con này tầm gần chục cân.
khỏe lắm cái loại này. Đây là cây cây sấu này mọi người này. Còn bên đây là cây cây ngành ngạnh à. Mấy cây này cây ngành ngạnh. Cây kia cây sấu. Đây có một tua bin phát điện nữa này. Nhà đây tha hồ dùng điện không mất tiền luôn. Chỉ đầu tư ban đầu mấy máy phát điện thôi. Máy tua bin phát điện. Đây có gốc cây gì to thế. Đây là ao này khoét đá tự nhiên. Đá tự nhiên đang còn để nguyên ở dưới đáy ao luôn. Họ chỉ đào khoét thôi. Sang góc đây nhìn khó. Cá nó thấy bóng người của tôi nó bơi hết rồi mọi người ạ. Tôi chọn vị trí tôi quay cho mọi người cùng xem. Để tôi sang kia nhé. Tôi đang zoom lại để cho mọi người xem. Toàn cá to thôi. Tôi cứ đến gần nó chạy đi hết. Vì nước trong. Mọi người nhìn có thể quan sát thấy nhé. Các cái con cá dốc hay còn gọi là cá thần ấy, là có vây màu đỏ nha mọi người. Còn lại là các cái con mà không có vây màu đỏ là cá chấm. Nhưng mà đa phần ở đây là hết toàn cá dốc thôi mọi người. Tuyệt vời chưa? Đấy. Cá đấy. Chưa thấy bác chủ nhà quay lại để tìm hiểu thêm một số cái thông tin về ao. Thì bác chủ nhà cùng với người quen của tôi đang đi ra ngoài hệ thống ao kia xem cá. Có mình tôi đang đi review cho mọi người thôi. Thôi, có khi là tôi cũng xin phép. Xin phép mọi người là có khi tôi cũng tạm dừng clip review hệ thống ao theo kiểu nhà vườn ở miền núi nhé mọi người nhé. Có ao, có vườn, có cây ăn quả. Đây. Xung quanh là đồi núi. Rất là yên tĩnh. Khí hậu trong lành. Đây. Rất là đáng sống luôn. Cái này phải đặt camera dưới nước. À đúng rồi, khả năng tôi lấy camera kia cho mọi người xem nhá. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người các clip sau. Bye bye. Mọi người tiếp tục đăng ký ủng hộ cho tôi nhá. Và bấm chuông màu đen nhá, để bật tất cả thông báo khi tôi đăng clip hàng ngày nhá. Xin chào mọi người.